Vì sao kẻ ác sống lâu, người hiền chết sớm? Diêm Vương nói gì? Chuyện kể rằng, ngày xưa có một thanh niên tên là Giang Nhất Minh. Vì bất bình trước những việc làm xấu xa của tên ác bá trong vùng mà anh đã khăn gói lên đường để trình báo với quan tri phủ. Nhưng Dương Nhất Minh chưa kịp tấu trình bản cáo trạng đã bị thuộc hạ của tên ác bá hãm hại, đành cay đắng bỏ mạng nơi đất khách quê người. Khi linh hồn lìa khỏi thân xác, anh lần lượt chứng kiến cảnh người qua đường an táng vội vàng thi thể của anh, rồi cha mẹ già ở nhà nhận được hung tin đã khóc ngất tới mức tưởng như chết đi sống lại. Giang Nhất Minh muốn chạy đến an ủi họ mà không thể được bởi âm dương cách trở. Anh chỉ còn biết căm hận trong lòng mà hóa thành quỷ hồn để đi tìm tên ác bá trả thù. Đúng lúc ấy, từ không trung bay tới hai sợi dây thừng một trắng một đen trói chặt lấy linh hồn của Giang Nhất Minh. Sau đó, trước mặt anh hiện ra một người áo trắng và một người áo đen. Trên tay cầm cây gậy đại tang, họ không nói lời nào đã giải anh đi. Giang Nhất Minh biết rằng hai vị sai nha kia chính là Hắc Bạch Vô Thường, là quỷ lại chuyên hộ tống các linh hồn người chết trở về âm phủ. Giang Nhất Minh liền nói: "Hai vị lão gia, tôi bị tên cường hào ác bá hại chết, xin hãy đợi tôi đi báo thù rồi sẽ để các ông tùy ý xử trí." Hai vị Hắc Bạch sai nha đó không để ý đến lời khẩn cầu mà vẫn trói chặt Giang Nhất Minh, đưa anh ta đến một nơi sâu hun hút không nhìn thấy đáy. Không biết đã qua thời gian bao lâu, Giang Nhất Minh bị quăng vào một nơi tối đen như mực, sau đó lại được một tên quỷ khác giải vào trong tòa điện lớn. Ở đây, sương khói mờ ảo, các linh thể bay lại lượn lờ. Bên trên ngay giữa chánh điện có một người đang ngồi uy nghiêm, nhưng vì sương mù dày đặc nên không thể nhìn rõ dung mạo. Giang Nhất Minh nghĩ bụng đây hẳn là Diêm La Vương trong truyền thuyết. Giang Nhất Minh trong lòng phẫn uất, thù lớn chưa kịp báo đã bị bắt đến đây, vậy nên anh muốn hỏi Diêm Vương cho rõ ngọn ngành. Bẩm Diêm Vương, vì sao tôi phải chết, còn kẻ hại tôi lại được sống ung dung như vậy? Nhà ngươi chỉ cần biết một câu này thì đã đủ rồi. Muốn biết nhân đời trước, xem quả hướng kiếp này. Muốn biết quả tương lai, xem nhân gieo hiện tại. Thiện ác phân minh, nhân quả báo ứng là thiên lý. Công đạo của trời sẽ không thiếu nợ nhà ngươi chút nào cả. Người trên điện trả lời giọng rền vang như sấm. Giang Nhất Minh trong lòng không phục bèn nói: "Người thiện lương mà vẫn bị hãm hại, kẻ hành ác lại không bị báo ứng, làm sao tôi có thể tin rằng thiên lý là công minh?" "Được thôi, nhà ngươi có hai lựa chọn, hoặc là uống canh mạnh bà rồi theo công đức ít nhiều mà đi đầu thai chuyển kiếp, hoặc là ta sẽ cho nhà ngươi hiểu rõ thiên cơ, nhưng đổi lại sẽ làm chậm trễ thời gian đầu thai, sau này ngươi cần phải hao tổn dương thọ để bù lại." "Sau này ngươi cần phải hao tổn dương thọ để bù lại. Một giờ nơi âm gian là một năm nơi dương thế, nhà ngươi hãy nghĩ cho kỹ." Người trên điện nói: "Tôi vẫn muốn xem thử cái gọi là thiên cơ mà ngài nói đến là thế nào, dù có đầu thai chuyển thế muộn mấy năm tôi cũng không tiếc." Giang Nhất Minh nói chắc như đinh đóng cột. "Được rồi, quân bay đâu, hãy đưa người này đi ngộ đạo trong cõi luân hồi." Diêm Vương vừa dứt lời, hai quỷ sai từ trên điện đi xuống, đeo lên đầu Giang Nhất Minh một cái vòng sắt rồi căn dặn anh ta không được gỡ đi, nếu không sẽ hồn bay phách tán, vạn kiếp không được siêu sinh. Còn nếu muốn đầu thai trở lại thì chỉ cần gõ vào cái vòng ba cái, tự nhiên sẽ có người dẫn anh ta trở về. Sau đó, quỷ sai đưa Giang Nhất Minh đến trước một cái hang, trên đó viết hai chữ ngộ đạo rồi đẩy anh ta xuống. Giang Nhất Minh lại trở về nơi quen thuộc, chỉ có điều nơi đây toàn một màu xám xịt, không có ánh sáng mặt trời. Giang Nhất Minh nhìn thấy có rất nhiều người cũng đội chiếc vòng sắt giống như mình, ai nấy cũng đều bước đi vội vã. Khi Giang Nhất Minh lên tiếng chào hỏi thì họ chỉ thuận miệng đáp lại một tiếng rồi đi mất, chứ không dừng lại nói với anh ta câu nào. Cũng người nhắc rằng anh ta có việc gì cần làm thì hãy làm mau lên, tránh phải hao tổn dương thọ đời sau. Giang Nhất Minh quyết định về thăm nhà, nhìn thấy cha mẹ vẫn chưa hết khóc thương mà đau xót bàng hoàng. Vì không thể làm gì hơn nên anh bèn dập đầu bái lại song thân rồi lên đường tìm tên ác bá. Lúc này, tên ác bá đang nằm ngủ trên giường,
Vây quanh hắn cũng có rất nhiều quỷ hồn giống như Giang Nhất Minh, xem ra kẻ thù của hắn cũng nhiều vô số. Trong những quỷ hồn đó, có kẻ tiện tay bắt mấy con muỗi ném lên mặt tên ác bá, khiến hắn ta vừa ngủ vừa tự tay bóp bóp tát vào mặt. Đến mức mặt hắn ta bị chính tay mình tát đến sưng phù cả lên. Cũng có quỷ hồn không biết từ đâu bắt mấy con bọ ném vào miệng hắn ta. Những quỷ hồn đứng bên cạnh ngặt nghẽo cười khoái chí. Một quỷ hồn nhìn thấy Giang Nhất Minh bèn nói với đám quỷ hồn rằng lại có thêm một người đến tìm hắn ta tính sổ nữa. Chúng quỷ hồn bèn nhường đường để cho Giang Nhất Minh vào trút giận. Giang Nhất Minh vội chạy đến, vừa định giết chết hắn ta cho hả giận, khiến tên ác bá ho sặc sụa vài tiếng thì đã bị đám quỷ hồn ngăn lại. Cái tên mới đến nhà ngươi thật không biết phải trái gì cả. Nếu như giết chết hắn rồi, hắn ta xuống âm gian cũng có bản lĩnh như chúng ta. Khi đó, chúng ta làm sao mới trút được mối hận trong lòng đây? Nhà ngươi không thể chỉ vì vui sướng nhất thời mà cho tên đốn mạc này được dễ dàng như vậy. Nếu còn tiếp tục khinh suất nữa, chúng tôi sẽ không cho nhà ngươi đến gần ông ta đâu. À, thì ra là như vậy. Giang Nhất Minh thầm nghĩ. Chả trách. Có những kẻ tốt chết mau lẹ, lại có những kẻ ác nhân phải chết chậm một chút, chính là sống để chịu tội mà. Giang Nhất Minh liền đi theo đám quỷ hồn đó, ngày qua ngày nghĩ cách chọc ghẹo tên ác bá cho hả giận. Nhưng sau một đoạn thời gian, họ dần dần cảm thấy vô vị. Nhìn thấy cha mẹ và thân nhân của tên ác bá, họ đều là những người vô tội. Giang Nhất Minh bèn khởi sinh thiện niệm, tự nhủ rằng trần duyên đã hết, mối hận thù trong lòng cũng tự nhiên tiêu tan. Cuối cùng, anh bèn gõ vào cái vòng trên đầu ba cái, quả nhiên có quỷ sai đến dẫn anh ta về lại điện Diêm Vương. Về sau, Diêm Vương xét rằng anh có lòng hướng thiện, bèn để anh uống canh mạnh bà rồi chuyển sinh vào một gia đình phú quý. Dưới âm tào địa phủ, có một bức câu đối rằng dương gian tam thế, thương thiên hại lý đều do người, âm tào địa phủ từ xưa đến nay không buông tha ai. Người xưa tin vào thiện lý, rằng làm việc thiện hay ác đều có báo ứng, nhân quả tất công minh. Bởi vậy, họ luôn lấy đạo đức để ước thúc bản thân, tự nhủ phải hành thiện tích đức, tránh làm điều ác tích nghiệp cho đời sau. Nhưng vì sao vẫn có kẻ ác nhân không chịu báo ứng? Đó là bởi lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Thiện ác không phải là không báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Có những kẻ ác sống ung dung nhàn hạ là để chờ đến ngày chịu tội, lại cũng có người lương thiện chịu đọa đày là để tiêu trừ nghiệp chướng, đời sau sẽ được sống tốt hơn. Vạn sự vạn vật trên thế gian không hề ngẫu nhiên, hết thảy đều có an bài trong đó. Con người nếu có thể giữ gìn đạo đức và lương tri, trong tâm hồn luôn giữ thiện niệm, lấy chân thiện nhẫn để ước thúc bản thân mình mới là thuận theo thiên đạo. Đây cũng là lựa chọn sáng suốt nhất của con người để có được một tương lai tốt đẹp. Lại có một câu chuyện cũng được lưu truyền lại trong dân gian kể rằng Chu Bách Lư sinh 1627, mất 1698, tự Trí Nhất, hiệu Bách Lư, sống vào cuối đời nhà Minh, đầu nhà Thanh. Ông là một nhà lý học, phái triết học duy tâm thời nhà Tống và nhà Minh, và là một nhà giáo nổi tiếng. Cả đời Chu Bách Lư giảng điều thiện, phẩm chất đoan chính, cả cuộc đời không gạt một người, không dối một câu, mọi người đều khâm phục tôn kính nhân phẩm của ông. Thần Minh nhìn thấy thái độ làm người chính trực của ông, có mấy lần mời xuống âm ti làm quan tra khảo. Một lần, Chu Bách Lư đang mơ màng ngủ, bỗng thấy có rất nhiều người tới đón ông đi. Đi tới một nha môn rộng lớn, nhìn lại bản thân mình thấy đã mặc áo quan bào phục tự bao giờ, rồi liền thăng tọa. Lúc này, nhìn thấy linh hồn của một người đi vào, hóa ra là một vị ở cùng quê nhà. Ông biết hắn vốn từng tôn thờ thần Phật, đã lễ tụng qua kinh văn, nhưng mà sau đó lại bỏ thiện theo ác, tạo nghiệp rất nhiều, lại không có việc thiện tu bổ vào. Theo luật của âm gian, nhất định phải chuyển sinh sang kiếp khác, đầu thai làm súc vật. Chu Bách Lư thấy vậy, cảm thấy không đành lòng, bèn hỏi, người từng học kinh Phật còn nhớ gì không? Ý là muốn hắn ta nhớ được, ít nhất còn giữ được chút bản tính để phần nào vãn hồi.
Người nọ đáp: tất cả đều không còn nhớ rõ. Bách Lư bèn viết lên tay một chữ Phật đưa cho hắn xem, nói: người còn nhớ chữ này không? Người kia đáp: không nhớ nữa. Lại nói: ngươi từng chăm chỉ tụng kinh, lẽ nào lại quên? Người kia đáp: không nhớ. Chú Bách Lư đành phải sai người đem bộ da chó choàng lên người hắn. Chỉ thấy hắn lăn một vòng đã biến thành hình con chó, rung đùi đắc ý mà đi. Chú Bách Lư sau khi tỉnh dậy cảm thấy rất buồn lòng. Trời vừa sáng, ông bèn đi đến nhà người kia hỏi thăm, quay về. Quả nhiên giữa đêm qua, anh ta bị bệnh mà chết rồi, và cảm thán không thôi. Chú Bách Lư vốn không muốn kể chuyện này, nhưng nay đem kể lại với mọi người trong thôn xóm, mong mọi người lấy đó làm gương, tin tưởng vào quả báo, báo ứng và luân hồi. Lại một buổi sáng sớm, chú Bách Lư cảm thấy xót thương cho một người nọ, vốn cũng là một người ông quen biết. Học trò hỏi ông: vị này hiện tại đang làm quan nơi đó, nghe nói địa phương anh ta gặp năm mất mùa, anh ta đã tham gia cứu đói, hơn nữa còn buôn bán càng thêm giàu có hơn, đúng là gặp thời gặp vận, ngài vì sao còn nói anh ta đáng thương? Chu Bách Lư nói: chính là vì chuyện này, không lâu nữa sẽ có họa diệt môn. Người học trò hỏi: vì sao đến nông nỗi này? Chu Bách Lư nói: dân chúng gặp nạn, sống lang thang khổ, triều đình lệnh phát gạo cứu tế, nếu quan nha thành thật thừa hành, một hộ được lĩnh 2 đấu gạo, nếu kéo dài 3 đến 5 ngày cũng không đến nỗi chết đói. Này anh ta vốn giấu giếm tham tâm, chỉ lo cái thân mình, nên cấp 2 đấu gạo thì lại bớt lại 1 vốc, cấp 2 tạ thóc thì bớt lại 5 đấu, hơn nữa còn bố trí bày bán, bức bách nhà giàu quyên gạo quyên tiền. Khi bán thì hạn định 1 người 1 bát, đến khi muộn thì không được mua. Có người không chịu được đói, thật khiến người chết vô số. Quan phủ thì thờ ơ, chỉ mong người chết nhiều thì càng thừa nhiều gạo, kiếm sao được mấy vạn bạc. Tội nghiệp này lẽ nào không nặng sao? Hôm qua ta mộng thấy trình lên một tập hồ sơ vụ án, Minh Quang gọi ta phán quyết định. Minh Quang gọi ta phán quyết định, thượng tấu thiên tào. Ta xem qua thì tình tiết vụ án chính là trộm gạo cứu trợ của viên quan kia. Tội nặng hay nhẹ là lấy việc hắn trộm nhiều hay ít mà quyết định. Nhẹ thì chết đau đớn, nặng thì diệt môn, giáng xuống địa ngục, chuyển sang kiếp khác làm trâu ngựa, làm heo, làm chó. Tội này rất là nặng, kể cả người thân cận phụ tá tội cũng không được miễn. Không lâu nữa sẽ phải đền tội, khiến ta không khỏi thở dài. Địa phủ có một bức câu đối, vế trên là dương gian tam thế, thương thiên hại lý, giai do nhĩ. Có nghĩa rằng dương gian tam thế, thương thiên hại lý đều do người. Vế phía dưới, âm tào địa phủ, cổ vãng kim lai phóng quá thùy. Có nghĩa rằng âm tào địa phủ từ xưa đến nay không buông tha ai. Và bên cạnh là chữ người đã tới. Toàn bộ báo ứng dưới địa ngục là do con người gây nên. Người tốt số tất theo thiên lý mà hành, càng không dám làm tổn hại thiên lý. Các người từ nay về sau nếu có ra làm quan, hãy nhớ đều phải yêu dân như con, chớ lấy việc công làm việc tư. Quả nhiên chưa đầy 1 tháng sau, gia đình người quan lại kia bị nhiễm bệnh dịch. Cả nhà 4-5 nhân khẩu, chưa được mấy ngày đều lần lượt qua đời. Người học trò kia vô cùng cảm thán, bởi lời của Chu Bách Lư nói quả không sai lệch chút nào. Thiện ác có báo là chân lý, con người ngày nay lại không tin, hơn nữa còn phá hoại tín ngưỡng truyền thống, càng không trân quý sinh mệnh, cổ suý vô thần, vô Phật, vô đạo. Vậy nên mới khiến tai họa giáng xuống càng nhiều, thiên lý không dung. Vậy nên đạo đức và lương tri quay về với thiên lý thì mỗi người chúng ta cũng như toàn xã hội mới có một tương lai tốt đẹp. Đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất của... Khi nói đến nhân quả nghiệp báo thì không ít người trề môi cười nhạt. Họ quan niệm những điều đó như là chuyện cổ tích, luân lý khuyên người, chớ chẳng thực tế, không dính dáng gì với đời sống văn minh tiến bộ ngày nay. Đâu biết rằng khắp cả cuộc sống nhân gian, ngay chính bản thân đời sống của họ cũng như mọi người không thoát ngoài nhân quả. Đến cả khoa học phát minh ngày nay cũng được xây dựng từ nhân quả. Bình tâm suy nghĩ chín chắn, ta thấy thành quả của khoa học
khởi đi từ nhân quả thực nghiệm. Sự thăng trầm của kiếp sống chúng sanh nhân loại liên quan mật thiết với nhân quả thiện ác. Chúng ta thử lắng động tâm tư, nghĩ kỹ về đời sống con người cho đến sự hình thành hành hoạt của vạn vật, có gì vượt ngoài nhân quả đâu? Từ đứa bé chăn trâu, người nông phu cày sâu cuốc bẫm, kẻ buôn bán cho đến vị thẩm phán nắm luật thế gian, cũng không thể vượt ngoài nhân quả thiện ác nghiệp báo. Chẳng khác nào nhân loại vạn vật không thể thoát ra ngoài không gian mà sinh hoạt, vượt ra ngoài lớp không khí sanh tồn. Giống như thế đó, nhân quả thiện ác nghiệp báo tuy vô hình vô tướng, nhưng trùm khắp chi phối toàn diện tất cả mọi sinh hoạt thịnh suy, thăng trầm, dinh nhục, hạnh phúc, khổ đau của muôn loài. Dù đó là thánh nhân, là trời, là thần linh, là thượng đế, cũng không thể thoát ngoài luật nhân quả thiện ác nghiệp báo chi phối. Có hạng người hoặc nông nổi tự hào, hoặc cuồng tín thượng đế, hoặc si mê chủ thuyết vô thần, chẳng tin nhân quả, từ đó tạo ra vô vàn tội ác khổ đau cho mình và người, gây cho đời nhiều cảnh huống thảm khốc, để rồi đời đời chuốc lấy sự nguyền rủa oán hờn. Tiếp theo, bị luật nhân quả nghiệp báo mà phải rơi vào cảnh khổ, thọ lấy đời sống tối tăm. Thế gian lắm cảnh sai biệt giàu nghèo, tốt xấu, dinh nhục, thịnh suy, tất cả đều do nhân quả chi phối. Tạo nhân nào nhất định chịu quả đó không sai sót. Cổ đức nói: "Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu." Nghĩa là lưới trời lồng lộng, sợi lông nhỏ xíu cũng không sót lọt. Thế nên, người tin sâu nhân quả là người tỉnh thức, biết sống tiến bộ, hướng lên con đường thánh thiện, biết nhìn rõ sự thật, biết nhận lấy trách nhiệm của mình. Muốn rõ nhân quả thiện ác nghiệp báo như thế nào, xin mời quý vị, dù là Phật tử hay không phải Phật tử, dù là tin Phật hay không tin Phật, thử lần lượt lật trang kinh với cõi lòng vô tư tĩnh lặng, từ từ đọc kỹ, hy vọng giúp cho quý vị nhìn rõ hành hoạt và thân phận của muôn loài chúng sanh, rồi lắng lòng suy gẫm, để từ đó xây dựng chánh kiến, hướng về nẻo thiện, sống hiền hòa sáng sủa hơn, ngõ hầu phản tỉnh quán chiếu, để tự cứu mình thăng hoa thánh thiện trong ánh sáng giác ngộ, rồi giúp độ gia đình quyến thuộc bằng hữu, và đồng thời đem lại an lạc cho chúng sanh. Nhân quả thiện ác nghiệp báo không phải dành riêng cho người tin theo đạo Phật, mà cho khắp tất cả những ai muốn có được đời sống hạnh phúc tiến bộ, tránh khỏi trầm luân khổ lụy đọa đày. Nhân quả là một sự thật, là định luật muôn đời, chi phối khắp cả trời người chúng sinh muôn loại. Với huệ giác Đức Thích Ca Mâu Ni thấu suốt chân lý vũ trụ vạn hữu, nói ra một cách rành rẽ để cho muôn loài chúng sanh hiểu rõ, ngõ hầu tự giác, tránh gây nhân ác, gieo nhân thiện để hưởng quả lành, thăng hoa đời mình trong ánh sáng hiền lương thánh thiện, tiến lên đời sống giác ngộ, giải thoát của chư Phật thánh hiền. Xem quyển Nhân Quả Sám Pháp này, quý Phật tử sẽ không còn sợ hãi quỷ thần, bùa chú, pháp thuật, xem quẻ coi tay, nhìn tướng đoán vận mạng, chọn năm, tháng, ngày, giờ tốt xấu, vân vân. Vì nhân quả là định luật công bằng. Thấy rõ luật nhân quả, quý Phật tử phải cẩn thận giữ gìn mọi hành động về thân, khẩu, ý. Bởi vì mỗi hành vi, cho dù cố ý hay vô tình, đều không thoát khỏi quả báo. Dầu trên trời giữa biển, hay lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Kinh Pháp Cú. Quyển kinh Nhân Quả Sám Pháp này
có một giá trị thực tế cho đời lẫn đạo, giúp chúng ta thấy rõ về luật nhân quả nghiệp báo một cách chính xác. Quý Phật tử chịu khó đọc tụng hàng ngày sẽ thấy thấm thía sâu sắc hơn khi nhìn lại cuộc đời của mình, càng thấy rõ nhân quả tội phước để tạo cho mình một cuộc sống chân chính đúng như lời Phật dạy. Phàm làm người sanh trong cõi dục này, ngoại trừ các bậc đã hoàn toàn giác ngộ thì không ai tránh khỏi lỗi lầm bởi ba nghiệp gây ra. Muốn dứt trừ tội lỗi, phải đem ba nghiệp ấy mà chí thành tụng kinh sám hối thì tội lỗi mới được tiêu trừ. Trong kinh Phật dạy, nếu không biết ăn năn tụng kinh sám hối thì oan trái nghiệp chướng ngăn che, dai trả trả dai trong ba cõi sáu đường, khó mà được giải thoát. Thật vậy, nếu không nhờ tụng kinh sám hối thì bà Hy Thị khó mà thoát khỏi kiếp rắn. Chuyện kể, bà Hy Thị là hoàng hậu của vua Lương Võ Đế. Vì lòng ghen tuông, ganh tị, đố kỵ mà bà nhẫn tâm đối xử độc ác với các phi tần và hủy bán tam bảo. Do ác nghiệp ấy, về sau bà bị bệnh nặng, nằm trên giường đau đớn rên la suốt cả ngày đêm. Tất cả lương y đều bỏ tay. Sau khi bà chết, đọa làm loài rắn mãng xà, thân thể tanh hôi, sâu trùng rút rỉa, ngày đêm đau đớn không thể chịu nổi. Bà báo mộng cho vua Lương Võ Đế biết được nỗi thống khổ của bà mà tìm phương cứu giúp. Sau khi chợt tỉnh giấc mộng, vua Lương Võ Đế cho người đến thỉnh Hòa Thượng Chí Công là một bậc cao tăng đắc đạo vào triều lập đàn tràng làm lễ tụng kinh sám hối cho bà. Nhờ thế mà bà Hy Thị thoát khỏi kiếp rắn, sanh lên cõi trời Đao Lợi. Hay là chuyện vua A Xà Thế phạm tội ngũ nghịch giết cha, nhờ biết ăn năn phát lồ sám hối với Đức Phật cho nên bị đọa vào địa ngục trong một thời gian ngắn rồi cũng được giải thoát. Cho đến chuyện ông Trương Thiện Hòa phạm tội sát sanh hại vật cũng không đọa địa ngục là nhờ biết ăn năn hối hận, nhất tâm niệm Phật nên được vãng sanh tịnh độ. Trên hội Hoa Nghiêm, ngài Phổ Hiền Bồ Tát là trưởng tự của Đức Phật mà còn phát nguyện sám hối mãi cho đến khi nào thành Phật. Chúng ta là phàm phu mà lại xem thường việc tụng kinh sám hối hay sao? Không tụng kinh sám hối rất có hại. Nghiệp chướng khó tiêu trừ, tội lỗi còn mãi, oan kiêng nhiều kiếp theo hoài. Như chuyện ngài Ngộ Đạt Quốc Sư 10 kiếp làm cao tăng mà triệu thố vẫn còn theo báo oán. Vì vậy, cho dù người xuất gia hay tại gia, việc tụng kinh sám hối rất quan trọng để tội diệt phước sanh mới không bị chướng ngại trên bước đường tu tập. Quyển Nhân Quả Sám Pháp này là giáo lý căn bản nói lên tính chất nhân quả nghiệp báo tội phước, để nhắc nhở chúng ta cố gắng tu hành, đồng thời sám hối tất cả tội chướng do tam nghiệp thập ác gây ra, ngõ hầu kiến tạo cho mình và tất cả chúng sinh được sống trong cảnh lành mạnh, hạnh phúc an vui ở trong hiện tại và vị lai. Công đức tụng kinh nhân quả và sám hối quả thật vô cùng to lớn, không thể nghĩ bàn. Tôi xin đốt nén tâm hương, cầu xin Tam Bảo Thùy Từ gia hộ cho tất cả người đọc, người tụng, người nghe, người ấn tống đồng phát Bồ Đề tâm, tin sâu lý nhân quả, nghiệp báo tin, tấn trì chay, giữ giới, tụng kinh, sám hối, niệm Phật, hành thiền, bố thí, cúng dường, phóng sanh và ấn tống kinh, để cho mọi người đều biết được nhân quả nghiệp báo, làm lành lãnh dữ, thì không bao lâu xã hội này sẽ trở thành tịnh độ, thì chiến tranh, bạo lực, nước mắt, hận thù, khổ đau vĩnh viễn không còn xảy ra.
Trong kinh Nhân Quả nói, nếu người nào thường đọc tụng, biên chép, ấn tống kinh Nhân Quả, thời sẽ hưởng được 8 phước báo. Một là chư Phật và Bồ Tát đều chứng minh, hai là chư thiên thượng gia hộ, thoát khỏi mọi tai ách hoạn nạn; ba là gia đình hưng thịnh; bốn là đời đời được thông minh; năm là mọi người nhìn thấy đều sinh tâm kính mến; sáu là kiếp sau được thân đế vương; bảy là thường sinh nhân, thiên không xa đường dữ; tám là nếu kim tu tịnh độ được giảng sanh cực lạc. Xin chân thành tri ân đến chư tôn túc đã không nề gian lao, không từ khó nhọc, dịch thuật kinh sách để duy trì mạng mạch Phật Pháp, làm lợi ích an lạc cho tất cả chúng sinh. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo Thùy Từ gia hộ cho quý ngài pháp thể khinh an, chúng sinh dĩ độ, đạo quả chống duyên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật nói kinh Nhân Quả ba đời. Dịch giả Hòa Thượng Thiền Tâm. Một hôm, Tôn giả A Nan Đà ở trên hội Linh Sơn cùng với 1250 đại tỳ kheo câu hội. Khi ấy, A Nan Đà Tôn giả chắp tay đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng, rồi quỳ xuống thưa thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, đến thời mạt pháp, tất cả chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nhiều kẻ sinh niệm chẳng lành, không kính Tam Bảo, không trọng cha mẹ, không có tam can, năm diền rối loạn, nghèo khó, thấp hèn, sáu căn chẳng đủ, trọn ngày sát sinh hại mạng, cho đến giàu nghèo sang hèn không đồng nhau. Do nhân duyên quả báo gì khiến nên như thế? Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi giải thích cho chúng con hiểu rõ mọi sự việc. Phật bảo A Nan cùng các đại đệ tử: Lành thay, lành thay, các ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà giải thích rành rẽ. Tất cả nam nữ ở thế gian, giàu sang hay nghèo hèn, chịu khổ vô cùng hoặc hưởng phước vô lượng, đều do nhân duyên từ đời trước mà cảm quả báo. Cho nên tất cả chúng sinh trước hết phải hiếu kính cha mẹ, kế đó phải có lòng tin và kính trọng ngôi Tam Bảo. Thứ ba, không nên sát sanh mà phải phóng sinh. Và thứ tư, cần ăn chay bố thí mới có thể gieo giống ruộng phước về sau. Phật liền nói bài kệ Nhân Quả rằng: Giàu sang đều bởi mạng, đời trước có tu nhân, ai thọ trì kinh này, đời đời hưởng phước lộc. Thiện nam tín nữ nghe ta nói, suy nhớ kinh Nhân Quả ba đời. Nhân quả ba đời việc chẳng nhỏ, Phật nói lời thật chớ khinh chê. Đời này làm quan do nhân gì? Kiếp trước vàng rồng thếp tượng Phật, đời này hưởng phước bởi nhân xưa, làm đẹp Như Lai đẹp từ thân. Đừng bảo làm quan là chuyện dễ, không tu phước ấy đến từ đâu? Cưỡi ngựa ngồi kiệu do nhân gì? Kiếp trước làm cầu bồi đắp lộ. Do nhân duyên gì mặc gấm dốc? Đời trước thí áo giúp tăng ni. Có ăn có mặc do nhân gì? Xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống. Ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi? Kiếp trước keo kiệt không xả thí. Lầu cao nhà lớn do nhân gì? Xưa lên chùa am cúng thí gạo. Phước lộc đầy đủ do nhân gì? Xưa lập chùa am cất nhà mát. Tướng mạo xinh đẹp do nhân gì? Đời trước hoa tươi cúng dường Phật. Thông minh trí tuệ do nhân gì? Kiếp trước ăn chay thường niệm Phật. Người thấy vui mừng do nhân gì? Xưa kết duyên lành cùng đại chúng. Chồng vợ bền lâu do nhân gì? Đời trước tràng pha nghiêm cúng Phật. Cha mẹ song toàn do nhân gì? Đời trước kính trọng người cô độc. Không cha mất mẹ do nhân gì?
kiếp trước là người đánh bẫy chim. Con cháu đông nhiều, do nhân gì? Đời trước mở lòng thả chim thú. Nuôi con không được, do nhân gì? Xưa sinh con gái dìm cho chết. Đời nay không con, do nhân gì? Kiếp trước bẻ gãy hại trăm hoa. Đời nay sống lâu, do nhân gì? Kiếp trước mua vật phóng sinh nhiều. Đời nay mạng yểu, do nhân gì? Kiếp trước xẻ thịt giết chúng sinh. Đời nay không vợ, do nhân gì? Kiếp trước tham mưu gian vợ người. Đời nay ở quá, do nhân gì? Kiếp trước buông lung khinh rẻ chồng. Làm thân tôi đoài, do nhân gì? Kiếp trước quên ơn cùng phụ nghĩa. Đời nay mắt sáng, do nhân gì? Kiếp trước cúng dầu đốt đèn Phật. Đời nay đuôi mù, do nhân gì? Kiếp trước chỉ đường chẳng phân minh. Môi miệng sức thiếu, do nhân gì? Kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật. Đời nay câm điếc, do nhân gì? Xưa từng ác khẩu mắng cha mẹ. Đời nay lưng gù, do nhân gì? Kiếp trước chê cười người lễ Phật. Tay bị cong quẹo, do nhân gì? Đời trước đều là người tạo nghiệp. Chân bị co rút, do nhân gì? Kiếp trước ngăn đường đánh cướp người. Làm thân trâu ngựa, do nhân gì? Xưa thiếu nợ người không chịu trả. Đọa làm heo chó, do nhân gì? Kiếp trước lừa gạt phỉnh hại người. Đời nay nhiều bệnh, do nhân gì? Xưa đem rượu thịt bày cúng Phật, và hay đánh đập người với vật. Đời nay không bệnh, do nhân gì? Xưa thí thuốc men cứu bệnh nhân. Hằng bị lao tù, do nhân gì? Kiếp trước giam nhốt các chúng sinh. Đời nay chết đói, do nhân gì? Kiếp trước thường lấp hang rắn chuột. Bị thuốc độc chết, do nhân gì? Kiếp trước đăng lưới giết hại cá. Nổi trôi cơ khổ, do nhân gì? Ác tâm lấn hiếp mưu hại người. Đời nay lùn bé, do nhân gì? Kiếp trước xem kinh để dưới đất. Nay thường thổ huyết, do nhân gì? Xưa ăn thịt uống rượu rồi đi tụng kinh. Đời nay ngu điếc, do nhân gì? Kiếp trước tụng kinh chẳng lắng nghe. Ghẻ lác phong điên, do nhân gì? Lột da xẻo thịt các loài vật. Thân có mùi hôi, do nhân gì? Xưa bán hương thơm trọn dối gian. Đời nay chết treo, do nhân gì? Kiếp trước đem dây săn bẫy thú. Quan quả cô độc, do nhân gì? Xưa thường ganh ghét chửi mắng người. Sát đánh lửa thiêu, do nhân gì? Cân non già thiếu lòng gian xảo. Rắn cắn cọp ăn, do nhân gì? Kiếp trước gây oan tội đối đầu. Muôn việc mình làm lại mình chịu. Thọ khổ địa ngục oán trách ai. Đừng nói nhân quả người không thấy. Xa trả con cháu, gần trả mình. Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước, sẽ tin bố thí với trì trai. Kiếp trước tu nhân nay hưởng quả, đời này tu tích để về sau. Nếu ai hủy bán kinh nhân quả, kiếp sau đọa lạc mất thân người. Người nào thọ trì kinh nhân quả, chư Phật Bồ Tát đều chứng minh. Kẻ nào biên chép kinh nhân quả, truyền đời tu học đạo nhà hưng. Ai mà mang đội kinh nhân quả, tai hung hoạnh họa chẳng vào thân. Nếu người giảng nói kinh nhân quả, đời đời kiếp kiếp được thông minh. Kẻ nào đề xướng kinh nhân quả, đời sau người thấy sinh cung kính. Người nào ấn tống kinh nhân quả, kiếp sau sẽ được thân đế vương. Theo kinh nhân quả hỏi đời sau, chính sự gây nhân của kiếp này. Nếu như nhân quả không cảm ứng, do đâu một liên cứu được mẹ. Người nào tin sâu kinh nhân quả, đồng sinh Tây Phương cõi cực lạc. Nhân quả ba đời nói không hết, Thiên Long chẳng bỏ ý người lành. Nương ngôi Tam Bảo ruộng phước lớn, nhân tu tuy một hưởng muôn ngàn. Gửi kho bền chắc không hư mất, nhiều đời thọ dụng phước vô cùng. Muốn biết nhân đời trước, xem sự hưởng đời nay. Muốn biết quả đời sau, xem việc làm kiếp này. Phật nói kinh thiện ác nhân quả. Dịch giả Thích Trung Quán.
Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn ông Cấp Cô Độc, rặng cây Thái Tử Kỳ Đà. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp, có vô lượng Bồ Tát, trời, người, đại chúng vây quanh, yên lặng một lòng nghe nhận. Lúc ấy A Nan tôi vì chúng sanh nên bạch Phật rằng: Kính lại Đức Thế Tôn, con thấy ở thế gian cùng một giống sanh trong đạo người, nhưng tại sao có người đẹp, kẻ xấu, người mạnh, kẻ yếu, kẻ nghèo, người giàu, kẻ khổ, người vui, kẻ sang, người hèn, âm thanh bất đồng, ngôn ngữ khác nhau. Có người sống lâu trăm năm chẳng chết, người 30 tuổi đã tử vong, kẻ 15 tuổi chết yểu, cho đến trẻ nhỏ chết trong bào thai. Có người đoan chánh, có kẻ bần hàn, có người xấu xí mà giàu sang, có kẻ rất khỏe mạnh mà thấp kém, có người nhu nhược mà lên ngôi cao, có người khổ mà sống lâu, có kẻ vui mà chết sớm, có người làm lành mà hay gặp nhiều điều khốn quẫn, kẻ làm ác lại gặp phước lợi, kẻ béo trắng lại mắt lát, kẻ xanh đen mà lại tươi đẹp. Có người tuy lùn bé mà đủ ý chí cao thượng, có người tuy cao lớn mà phải làm đứa ở đê hèn, có người nhiều con trai con gái, có kẻ cô đơn một mình, có kẻ ly gia hương đói rét lang thang, có kẻ được vào cung vua ở triều ăn mặc tha hồ, có người lúc trẻ thì nghèo hèn, đến lúc già lại giàu sang, có người thật là vô tội lại bị bắt bớ giam hãm trong tù ngục, có nhà cha từ con hiếu luận kinh giảng nghĩa, có nhà anh em bất hòa đấu tranh ngang trái, có người nhà cửa đàng hoàng, gia sản đầy đủ, có kẻ không nhà không cửa, nay đây mai đó, gửi thân nơi đất khách quê người, sống một cách phiêu lưu khốn cực, có người ở như tổ quạ hang hưu, giống loài ly thú, cũng có hạng người ăn thịt sống, uống máu tươi, mặc áo da lông, không biết văn tự, có người an nhàn hưởng phước báo, có kẻ đi làm mướn không ai thuê, có người thông minh cao sáng, có kẻ dốt nát ngu si, có người kinh doanh mới được, có kẻ chẳng cầu tiền của tự đem lại, có kẻ giàu mà tham sẻn, có người nghèo lại rộng lòng bố thí, có người lời nói ngọt ngào, có kẻ tiếng nói ra như gai góc, có kẻ được nhiều người ái kính, có kẻ bị mọi người xa lánh, có người từ tâm nuôi mạng chúng sanh, có kẻ sát sanh không nương tay, có người khoan dung đại độ lại đắc nhân tâm, có kẻ bị dân chúng bỏ rơi, có nhà nàng dâu mẹ chồng ghét nhau, có nhà mẹ chồng chị em dâu vui vẻ hòa hợp, có người ham nghe pháp ngữ, có kẻ nghe kinh buồn ngủ, có hạng vũ phu vô lễ, có người hiếu học văn chương, có kẻ hay bắt chước dáng điệu những loài súc sanh. Cuối sinh Đức Thế Tôn nói rộng nhân quả cho đại chúng đây nghe mà nhất tâm hành thiện. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan tôi rằng: Sở dĩ chúng sanh thọ báo bất đồng là do đời trước dụng tâm khác nhau, vì thế cho nên muôn sai vạn biệt. Người đời nay được tấm thân đoan chánh là do đời trước ở trong đạo người tu hành nhẫn nhục mà được. Kẻ bị thân hình xấu xí là do đời trước ở trong đạo người hay có tính giận tức. Người đời nay bị nghèo cùng là do đời trước ở trong đạo người có tánh tham sẻn. Người đời nay được cao quý là do đời trước hay lễ bái chư Phật mà được. Người đời nay bị hạ tiện là do đời trước hay có tánh kiêu mạn. Người to lớn là do đời trước có tâm cung kính. Kẻ bị lùn thấp là do đời trước khinh mạng pháp. Kẻ ngang tàn ương ngạnh là do đời trước làm kiếp dê. Kẻ bị đen xấu là do đời trước che ánh sáng của Phật. Kẻ bị đỏ mắt là do đời trước sẻn tiết ánh sáng. Người đuôi mắt là do đời trước hay khâu mắt chim ưng. Người đời nay câm ngậm là do đời trước hay phỉ báng chánh pháp. Người đời nay điếc lát là do đời trước chẳng vui nghe pháp. Người khuyết răng đời nay là do đời trước ham ăn xương thịt. Người sức môi đời nay là do đời trước hay đâm móc sâu, thủng mang hoặc môi cá.
người vàng da là do đời trước hay cạo lông lợn, người căng tai là do đời trước hay dùi thủng tai sanh vật, kẻ trần hình là do đời trước hay mặc áo mỏng vào trong chùa đứng trước tượng Phật Bồ Tát, người sắc đen đời nay là do đời trước để tượng thờ Phật ở mái hiên làm khói xong tượng, người đời nay bị đi khèo chân là do đời trước thấy bậc sư trưởng không đứng dậy, người đời nay bị lưng còng là do đời trước mặc quần áo mỏng ra vào quay lưng vào tượng Phật, người bị trấn thấp là do đời trước thấy Phật chẳng lễ lại, người đời nay rụt cổ là do đời trước thấy các vị tôn trưởng rụt đầu chạy trốn, người đời nay đau tim là do đời trước hay đâm chém thân thể chúng sanh, người đời nay bị bệnh ho suyễn là do đời trước ngày mùa đông giá rét cho người thức ăn lạnh, người đời nay không có con là do đời trước hay bắt các chim non giết thịt, người lắm con là do đời trước hay nuôi dưỡng các sanh vật, người đời nay sống lâu là do đời trước có từ tâm, người đời nay chết non là do đời trước hay sát sanh, người đời nay giàu to là do đời trước hay làm hạnh bố thí cúng dường, người đời nay có xe cộ là do đời trước cúng dường tam bảo bằng xe cộ, người đời nay thông minh là do đời trước ham học và tụng kinh, người đời nay ám độn là do đời trước làm súc sanh, người đời nay làm tôi đòi là do đời trước nghèo mà tham chứa giấu, người đời nay hay nhảy nhót xoay cuồng là do đời trước làm kiếp khỉ, người đời nay bị bệnh hủi là do đời trước phá hoại tam bảo, người đời nay tay chân vặn vẹo là do đời trước hay trói chân tay chúng sanh, người đời nay hay có tánh ác là do đời trước làm kiếp rắn rết bọ cạp, người đời nay sáu căn được đầy đủ là do đời trước chuyên tâm giữ giới, người đời nay các căn tai mắt mũi lưỡi thân ý không được đầy đủ là do đời trước phá giới, người đời nay hay ăn ở bẩn thỉu là do đời trước làm kiếp lợn, người đời nay ham múa hát là do đời trước làm nghề múa hát ả đào phường chèo tái sanh, người đa tham đời nay là do đời trước làm kiếp chó đầu thai, người đời nay có búi thịt đeo lủng lẳng ở cổ là do đời trước hay ăn dụng, người đời nay bị mồm hôi thối là do đời trước hay mắng chửi rủa hỗn hào, người đời nay không có nam căn là do đời trước hay thiến chó lợn, người đời nay ngắn lưỡi nói ngọng là do đời trước ngồi ở chỗ vắng hay nhục mạ mắng nhiếc các bậc tôn trưởng, người đời nay ham thông dâm với phụ nữ người ta chết đọa làm loài ngang dịch, người đời nay hay thủ dâm với chính họ khi chết đọa làm loài chim công chim sẻ, người sẻn tiết kinh thư che giấu trí huệ không chịu nói cho người chết đọa làm loài trùng mọt ăn đất ăn gỗ, người hay đeo cung tên súng đạn cưỡi ngựa chết đọa trong loài mường máng mọi rợ, người ham sắc sanh chết đọa vào trong loài hổ báo chó sói, người hay mặc áo dài lược thược chết đọa làm con trùng đuôi dài, người hay nằm ăn chết đọa vào loài lợn, kẻ hay nhái tiếng người hoặc hài hước điệu người chết đọa làm loài chim dẹt, kẻ hay chế giễu người chết đọa làm loài trăng rắn ác độc, kẻ hay làm buồn não người chết đọa làm loài trùng ảo não, kẻ hay tuyên truyền điều ác làm cho người ta tin chết đọa làm loài chim cú chim cắt, kẻ hay nói làm cho người ta bị ương họa tù tội chết đọa làm loài thú giả hồ, kẻ hay làm cho người ta sợ hãi kinh khủng chết đọa làm loài hươu nai, người đời trước đi guốc dép vào chùa đời nay sanh trong loài có móng như móng ngựa, kẻ đời trước bớt phần ăn của người đời nay làm con mọt gặm gỗ, làm bẩn đất chúng tăng bị đọa làm loài trùng ở chốn bẩn, lấy trộm quả trái của chúng tăng bị đọa làm loài trùng ăn bùn đất, ăn trộm của chúng tăng bị đọa làm thân trâu lừa, lạm dụng nước của tăng bị đọa làm thân cá giải, lạm dụng rau của tăng bị đọa làm loài sâu ở các thứ rau, đời trước nhục mạ chúng tăng đời nay phải làm loài trùng ở cổ trâu,
bất kính ngồi giường của tăng phải đọa làm loài lương loài lịch, lạm dụng các đồ vật của tăng phải đọa làm loài thiêu thân, nhổ khạc trong đất chùa đời nay phải đọa làm chim dài mỏ, mặc áo hở hang bôi phấn đánh môi son vào chùa đời nay phải đọa làm chim mỏ đỏ, mặc áo mỏng manh màu sặc sỡ vào chùa đời nay đọa làm loài chim lệ, đời trước vợ chồng nằm ngủ với nhau ở trong chùa đời nay phải đọa làm loài trùng thanh, đời trước ngồi trên hoặc đạp vào tháp thờ Phật đời nay phải đọa làm loài lạc đà, làm ô uế tịnh hạnh của tăng ni chết đọa vào địa ngục thiết quật, có trăm ngàn muôn dòng dao bay xuống chém tan thân thể. Khi đó A Nan tôi bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, theo như lời Phật nói, phạm vào của chúng tăng thật là tội rất nặng. Nếu như thế thì bốn chúng đàn diệt, làm sao đến chùa mà cung kính lễ bái được? Phật nói: Người đến chùa tăng có hai thứ tâm, một là thiện tâm, hai là ác tâm. Thế nào là thiện tâm? Người đến chùa tăng thấy Phật thì lễ bái, thấy tăng thì cung kính, thỉnh kinh hỏi nghĩa và thọ giới sám hối, bỏ tiền của ra xây cất chùa chiền, ấn tống kinh, kiến lập tam bảo, không tiếc thân mạng, hộ trì chánh pháp. Những người như thế cất chân một bước, tức là bước lên thiên đàng, đời vị lai hưởng phúc như cây đề gia, đó gọi là người tối thượng thiện. Thế nào là ác tâm? Có những chúng sanh khi tới chùa chỉ dòm ngó xin chúng tăng như là đòi mượn tiền mượn của, hoặc chỉ trích chư tăng, vạch tỏ những lỗi lầm chuyên chủ phá hoại mà thôi, hoặc ăn của tăng không có tâm hổ thẹn, nào bánh quả rau đậu cấp mang về nhà. Những con người như thế chết đọa vào địa ngục thiết hoàng, vạc nước sôi, lò than, núi dao, rừng kiếm phải bị trừng phạt. Đó tức là kẻ tối hạ ác nhân. Phật lại dặn A Nan tôi rằng: Phải răn bảo cho các đệ tử của ta đời mai sau, khi đến chùa phải cẩn thận, chớ phạm của tam bảo, phải gắng sức tôn sùng thành thật, chớ có thoái tâm, nghe theo lời Phật. Tới khi Ngài Di Lặc xuất thế quyết định được độ thoát không nghi ngờ. Phật nói: Đời nay cướp lột áo của người ta, chết đọa vào địa ngục hàn băng, sao đọa làm loài tầm bị người nung nấu kéo tơ. Đời nay chẳng lo tu hành đốt đèn soi kinh cúng tượng, chết đọa vào địa ngục hắc ám trong núi Thiết Vi. Đời nay làm kẻ đồ tể mổ giết chúng sanh, chết đọa vào trong địa ngục đao sơn kiếm thụ. Đời nay ham đi săn bắn, huýt chó thả chim ưng làm mồi, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết cứ. Đời nay hay làm hạnh tà dâm, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đồng trụ thiết sàng. Đời nay chứa nhiều vợ, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết khải. Đời nay chứa nhiều chồng, sau khi chết đọa vào địa ngục độc xà. Đời nay hay thui luộc gà, sau khi chết đọa vào trong địa ngục hôi hà. Đời nay hay cạo lông lợn, nhổ lông gà, sau khi chết đọa vào địa ngục hoạch than. Đời nay hay hoạn thiến chó lợn, sau khi chết đọa vào địa ngục tim thạch. Đời nay hay uống rượu say, sau khi chết đọa vào địa ngục uống nước đồng. Đời nay hay cắt chém chúng sanh, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết luân. Đời nay lấy trộm quả trái của tăng chúng, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết hoàng. Đời nay hay ham ăn ruột thịt chó lợn, sau khi chết đọa vào trong địa ngục phân nước giải. Đời nay hay ăn gỏi cá, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đao lâm kiếm thụ. Đời nay làm mẹ ghẻ cay nghiệt với con chồng, sau khi chết đọa vào trong địa ngục hỏa xa. Đời nay hay nói lưỡi đôi chiều làm cho người ta ấu đả nhau, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết lê. Đời nay hay nói đâm thọc mạ nhục người, sau khi chết đọa vào trong địa ngục bạc thiệt. Đời nay hay nói dối, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết châm. Đời nay hay sát sanh cúng tế tà thần,
sau khi chết đọa vào địa ngục thiết đối. Đời nay làm bà đồng khi lên đồng, giả làm lời nói của quỷ thần để chối lừa người ta lấy tiền của, sau khi chết đọa vào trong địa ngục nhục sơn. Đời nay làm bà đồng nhắm mắt nhìn xuống đất dối người lên trời lấy thần hồn, kẻ đó sau khi chết đọa vào trong địa ngục trảm yêu. Đời nay làm bà đồng bảo người ta sát sanh cúng tế để cầu ông thần lớn hoặc họa ngũ đạo, thổ địa, thổ công, ông hoàng bà chúa. Tất cả như thế đều là lừa dối kẻ ngu lấy tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục trước, bị quân ngục tốt băm chém mổ xẻ thân thể, lại bị con chim mỏ sắt mổ moi hai mắt. Đời nay làm thầy bói phù thủy, ông đồng hoặc thầy địa lý chôn cất mồ mả, xem gia trạch, đoán cát hung, năm họ tiện lợi, an long vận mạch trấn ác suy họa, để lừa dối kẻ ngu lấy tiền, nói càng những điềm tốt xấu. Các bọn người này sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết đồng, có rất nhiều giống chim đậu trên mình kẻ đó để mổ móc thịt ăn, rút rỉa gân xương, chịu khổ vô cùng. Đời nay làm thầy thuốc lừa dối chữa bệnh người không lành để lấy tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục châm chích, toàn thân bị thiêu đốt. Đời nay làm kẻ phá tháp chùa, lường gạt chư tăng, bất hiếu với cha mẹ, sau khi chết đọa vào địa ngục A Tỳ, qua 8 địa ngục lớn và các địa ngục nhỏ, 136 sở, lâu một kiếp, hai kiếp, cho đến 5 kiếp, rồi sau đó mới được ra. Nếu gặp bậc thiện tri thức giáo hóa, phát tâm bồ đề, bằng không lại đọa địa ngục. Phật nói: làm thân người rất hôi thối nhơ bẩn, đầy lòng giận tức khó gỡ bỏ. Phải biết kẻ đó kiếp trước đã làm giống lạc đà, nay được tái sanh. Người hay đi đây đi đó, ăn khỏe, không tránh nguy hiểm khó khăn, kẻ đó trước làm giống ngựa được tái sanh. Người hay xông pha đi nắng đi rét, tâm không ghi nhớ, kẻ đó trước làm giống trâu được tái sanh. Người không biết hổ thẹn, nhiều ái niệm không phân biệt phải trái, kẻ đó trước làm giống lừa được tái sanh. Người hay tham ăn thịt, làm gì cũng không sợ, kẻ đó trước làm giống sư tử được tái sanh. Người thân cao lớn, mắt tròn, tánh hay lẩn tránh những nơi đồng ruộng và ghét bỏ vợ con, kẻ đó trước làm giống hổ được tái sanh. Người lông trên mình dài, mắt nhỏ, không muốn ở yên một chỗ, kẻ đó trước làm giống chim được tái sanh. Người có tánh phản phúc, lại hay sát hại sâu trùng, kẻ đó trước làm giống giả hồ mà tái sanh. Người có lực khỏe mạnh cường tráng, ít dâm dục, không yêu vợ con, kẻ đó trước làm giống chó sói mà tái sanh. Người không ham mặc áo đẹp, tánh hay rình bắt kẻ gian phi, và ít ngủ, đa sân nộ, kẻ đó trước làm giống chó mà tái sanh. Người ham dâm dục và hay nói, lại được nhiều người yêu, kẻ đó trước làm giống chim dẹt mà tái sanh. Người mà nói lời nhiều phiền phức, kẻ đó trước làm loài chim yểm mà tái sanh. Người thể dốc bé nhỏ ham dâm dục, ý chẳng chuyên định, thấy sắc đẹp sanh tâm say mê, kẻ đó trước làm loài chim sẻ được tái sanh. Người mắt có sắc đỏ, răng ngắn, khi nói thì sùi bọt mép như xà bông, nằm thì cuộn mình lại, kẻ đó trước làm loài trăng rắn được tái sanh. Người có tánh giận tức, không quan sát nguyên do ý nghĩa, miệng thở ra hơi độc, kẻ đó trước làm giống bò cạp, rết, mọt gỗ được tái sanh. Người hay ngồi một mình ăn, đêm ít ngủ, kẻ đó trước làm loài hồ được tái sanh. Kẻ hay đào tường khoét vách ăn trộm, tham của đầy lòng oán giận, không có tình thân sơ, kẻ đó trước làm loài chuột được tái sanh. Phật nói: kẻ phá hoại chùa tháp, cất giấu của tam bảo làm riêng của mình để ăn dùng, chết đọa vào tại địa ngục A Tỳ. Từ địa ngục được thoát ra, lại đọa làm thân súc sanh như chim bồ câu, chim sẻ, chim quyên ương, chim quanh vũ, chim thanh tước, cá, giải, khỉ, vượn, hươu, nai. Nếu được làm người phải đọa thân hoàng môn, hoặc con gái hai căn, không căn hay kẻ dâm nữ. Làm người hay giận tức, chết đọa làm loài rắn độc, sư tử, hổ, báo, gấu, mèo,
hồ, chim ưng, gà. Nếu được làm người hay nuôi gà lợn, kẻ đồ tể, kẻ săn bắn, kẻ chài lưới bắt cá và quân canh ngục. Làm người gặp Phật Pháp mà ngu si chẳng hiểu đạo, không tu hành chết đọa làm loài voi, lợn, trâu, dê, trận, chí, ruồi, mũi, kiến. Nếu được làm người thì mù điếc câm ngọng, gù còng, các căn không đủ, không hay thọ giáo pháp. Làm người hay kiêu mạn, chết đọa làm loài bọ trong đống phân, hoặc làm loài lừa chở nặng, loài chó, loài ngựa. Nếu được sanh làm người phải đọa làm thân nô tỳ, nghèo cùng, ăn mài, bị mọi người khinh rẻ. Làm người mà được chức vị quan quyền lại tham lấy của dân, chết đọa vào trong địa ngục nhục sơn. Lúc đó có trăm ngàn muôn quỷ xúm lại cắt thịt mà ăn. Đời nay phá giới phạm trai ăn đêm, sau khi chết đọa làm loài quỷ đói. Trăm ngàn muôn năm không được ăn uống, lúc bước đi trên đầu phun ra lửa. Đời nay lễ Phật không chấp tay, đầu không sát đất, sau khi chết sanh nơi biên địa làm nhiều thu hoạch ít. Đời nay chấp tay và năm thể xuống đất, chí tâm lễ Phật, đời sau thường được sanh vào nhà tôn quý, thụ hưởng khoái lạc. Người ưa giận và buồn phiền là do đời trước có bệnh điên cuồng. Người bị con ngươi lệch về một bên là do đời trước hay nhìn trộm phụ nữ. Người đời nay bên vợ mắng cha mẹ, sau khi chết đọa vào trong địa ngục trảm thiệt. Phật lại bảo A Nan tôi rằng: như trên ta đã nói rất nhiều, các sự đau khổ đều do nghiệp thập ác mà ra. Thượng là nhân duyên địa ngục, trung là nhân duyên súc sanh, hạ là nhân duyên ngạ quỷ. Tội sát sanh khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là chết non, hai là nhiều bệnh. Tội trộm cắp cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là nghèo cùng, hai là chung của không được xài tự do. Tội tà dâm cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là vợ không trinh lương, hai là hai vợ tranh nhau không theo ý mình. Tội nói dối cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là phần nhiều bị người phỉ báng, hai là thường bị người ta lừa gạt. Tội lưỡng thiệt cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là bị họ hàng phá hoại, hai là anh em họ hàng tệ ác. Tội ác khẩu cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là thường phải nghe tiếng ác, hai là có nói ra điều gì tranh cãi kiện tụng. Tội ỷ ngữ cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là lời nói ra chẳng ai tin, hai là lời nói không được rành rọt. Tội tham dục cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là tham tài không chán, hai là cầu nhiều không toại ý. Tội sân hận cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là thường bị người ta chỉ trích tội lỗi, hai là thường bị người ta làm não hại. Tội tà kiến cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là thường sanh vào nhà tà kiến, hai là tâm thường nịnh hót không được ngay thẳng. Các Phật tử nên biết nghiệp thập ác như thế, phải lãnh lấy mọi sự đau khổ. Lúc bấy giờ trong đại chúng có người đã tạo nghiệp thập ác, nghe Phật nói khổ báo của địa ngục như thế, tự kêu khóc sợ hãi mà bạch Phật rằng: lạy Đức Thế Tôn, đệ tử chúng con phải làm hạnh lành gì mà được thoát khỏi khổ ấy? Quý xin Đức Thế Tôn chỉ bảo cho. Phật nói: các ngươi hãy giáo hóa cho hết thảy chúng sanh chung làm nghiệp phước. Thế nào là tu phước? Nếu có chúng sanh nào đời nay là một người đại thí chủ đứng ra xây cất chùa, tháp, tịnh xá, đời vị lai được phước làm quốc vương, thống lãnh vạn dân khắp nơi đều quy phục. Đời nay làm ấp vương trung chánh,
duy na, luân chủ, đời sau sẽ được làm dương thần, phụ tướng, châu quận đầy đủ tôn sang. Đời nay khiến quá nhiều người làm các việc công đức, đời vị lai sẽ được làm trưởng giả giàu sang, được người kính nể bốn đường khai thông. Đời nay hay đốt đèn cúng Phật, đời sau sanh vào cung trời nhật nguyệt quang minh tự chiếu soi. Đời nay hay làm việc bố thí và từ tâm nuôi dưỡng sanh mạng, đời sau sanh nơi giàu có ăn mặc tự nhiên. Đời nay hay cho người thức ăn uống, đời sau sanh nơi bếp trời sức lực đầy đủ, thông minh trí huệ, biện tài thọ mạng lâu dài. Cho thức ăn loài súc sanh được bách bội báo, cho thức ăn kẻ không giới được ngàn bội báo. Cúng dường thầy tỳ kheo trì giới được vạn bội báo. Nếu cúng dường các vị pháp sư lưu thông đại thừa giảng tuyên tạng bí mật của Như Lai, khiến cho đại chúng khai thông tâm mắt được vô lượng báo. Cúng dường Bồ Tát chư Phật thọ báo vô cùng. Cúng dường ba bậc người phước báo vô tận, một là chư Phật, hai là cha mẹ, ba là bệnh nhân. Một lần cúng món ăn mà được phước báo vô lượng như thế, nếu hay thường thường cúng dường thì phước ấy không bao giờ cùng tận được. Đời nay xách nước cho chúng tăng, đời sau áo mặc tự nhiên, mọi người kính mến, thân hình đoan chánh, mặt mắt tươi đẹp. Đời nay hay tán dương Phật và ham đọc tụng kinh pháp, đời sau tiếng nói hòa nhã nhiệm màu, ai nghe tiếng cũng vui mừng. Đời nay hay giữ giới, đời sau đoan chánh oai nghi, là bậc tối thắng trong loài người. Đời nay hay đào giếng hoặc để luôn, để thùng nước cho người qua lại dùng, trồng cây bên đường cho người nghỉ mát, đời sau sanh xứ nào cũng làm nhân dương, trăm mùi ăn uống nghĩ tới là có đưa lại. Đời nay hay in ấn viết chép kinh pháp cho người đọc, đời sau sanh xứ nào miệng biện đa tài, học pháp gì nghe qua một lần đã thấu hiểu, chư Phật Bồ Tát thường thường gia hộ, là tối thắng trong loài người và thường làm bậc thượng thủ. Đời nay hay bắt cầu hoặc chở thuyền cho người qua sông, đời sau sanh xứ nào đều có đầy đủ bảy báo, mọi người khen kính và chiêm ngưỡng, đi lại ra vào được người nâng đỡ. Phật bảo A Nan tôi rằng: các chỗ trong kinh như ta nói nhân quả khuyên chúng sanh đọc tụng tu hành được qua khỏi khổ nạn. Nếu nghe kinh này sanh lòng phỉ báng, kẻ đó ngay đời hiện tại lưỡi sẽ bị rơi rụng. Khi đó A Nan tôi bạch Phật rằng: lại Đức Thế Tôn, kinh này tên gọi là gì và khuyến pháp thế nào, cúi xin ngài chỉ giáo. Phật bảo A Nan tôi rằng: kinh này tên là Thiện Ác Nhân Quả, cũng gọi là kinh Bồ Tát phát nguyện tu hành thọ trì như thế. Khi Phật nói kinh xong, trong chúng có tám vạn người, trời phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, và có trăm ngàn người con gái chuyển nữ thành nam. 1200 ác nhân bỏ ý ác, biết đời trước của mình. Vô lượng trời người được vô sanh nhẫn, thường được hưởng khoái lạc. Vô lượng thính giả sanh các cõi tịnh độ, cũng được làm bạn với chư Phật Bồ Tát. Hết thảy đại chúng về nhà làm phước, hoan hỷ phụng hành. Phật nói kinh Thiện Ác Nhân Quả.